750 đó anh em, bản full luôn ABS. Với mua anh chủ xe anh chạy không có nhiều cây hết á, 4000 mấy cây nữa là ở sau nè, sầu ghê không, nó rung đầu nữa, nó rung cái đầu ghê lắm nè. Chặn ra lên là cái gì giật vậy nè, khó chịu lắm. Để mình test trước khi làm nồi cho anh em coi nó lên như nào. Được 117, ta bơi 150 mà là 117. Sao á, mình làm rồi khắc phục cái tiếng này, nó rung ra đầu như là mở tua luôn. Cái nồi gen nó hưởng lên tới đây rồi đó, mình làm nồi xong nó sẽ mở tua lên đây, nó nhẹ xe im máy đi hàng ngày làm có hết anh em luôn nha. Xe gen hãng là giờ giết nào cũng vậy á, hay rung đầu lắm. Vario cũng bị, Vespa cũng bị, nhưng mà hầu hết những cái xe tay ga thông dụng giờ nó bị nhiều lắm. Cái nó 300 cũng bị nữa. Đây, chiếc AB 150 làm full nồi lọc gió Ebo. Ebo này là mua lại, hôm qua mình là mua cái cổ, mua một cổ bát đây, AB 150 nha. À, làm chuông nè, làm bố là xô mới luôn, như làm nồi phì bánh bì khuôn hết cho nó mở cái tua lên đây luôn nha. Còn gì nó thì nó không mở hết, cái này bùi gì nè, bùi gì nè, nhưng thay cái lọc gió được trời giúp cái lượng gió nó nhiều hơn. Cái gì này nhiều khi nó bụi nó đóng rồi nó ngọt, nó chạy không ngọt. Đấy, mình làm xong rồi quay cho em xem nó tăng tốc độ như này nó bốc như thế nào nha. Đấy, ra ngoài 150 thì làm nồi bô lọc gió test cho nó lên như thế nào. Rồi, hồi nãy zin nó 117 rồi nha.
rung ra đầu. Vario cả lịch thái đi bắt ba chúng mày để dài nha, bóng bò là xong rồi.